là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, Nhật Bản có những cảnh quan ấn tượng và những nơi mà du khách phải đến thăm một lần trong đời. Xứ sở Phù Tang không chỉ thu hút bởi cái nắng vàng trên nền trời trong xanh, bởi những cơn gió phương Bắc mang theo hương vị mát lành, mà còn quyến rũ bởi sắc tím của những cánh đồng quải hương mênh mông. Trong kỳ phát sóng này, chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến Nhật Bản. Địa điểm số 1, Hoàng cung Tokyo. Hoàng cung Tokyo là nơi cư trú chính của Thiên Hoàng Nhật Bản. Khuôn viên Hoàng cung rộng lớn như một công viên, nằm gần ga Tokyo và có nhiều tòa nhà bao gồm cả cung điện chính, nhà riêng của gia đình hoàng gia, một kho lưu trữ, bảo tàng và các cơ quan hành chính. Hoàng cung được xây dựng trên vị trí thành Edo cũ. Trong thời kỳ đỉnh cao của bong bóng bất động sản Nhật Bản, những năm 1980, khuôn viên cung điện được một số người coi trọng hơn giá trị của tất cả các bất động sản ở bang California, Mỹ. Hoàng cung Tokyo, Nhật Bản từng bị phá hủy vào chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng sau đó công trình đã được xây dựng lại tráng lệ như xưa. Tên cổ của Tokyo là Edo, lâu đài từng được sử dụng bởi Tokugawa Shogun, người dẫn dắt Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1867. Các vị tướng quân cai trị Edo đã chiếm đóng vùng đất này và sống trong thành Edo. Năm 1868, đế chế Shogun bị lật đổ, Nhật Bản đã chuyển thủ đô từ Kyoto đến Tokyo và chiếm đóng vùng đất có thành Edo. Sau khi khu quần thể này bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn, họ đã xây dựng một hoàng cung mới vào năm 1888. Hoàng cung Tokyo cũng giống như dinh thự dành cho các vị lãnh tụ quốc gia trên khắp thế giới. Các tòa nhà của hoàng cung và khu vườn bên trong đều không mở cửa tiếp đón du khách. Tuy nhiên, trong 2 ngày, 23 tháng 12, ngày sinh nhật của Nhật Hoàng, và ngày 2 tháng 1, ngày đầu Tết đầu năm, du khách sẽ được vào trong hoàng cung ngắm cảnh và nhìn hoàng gia vẫy tay chào từ các ban công. Khoảng thời gian còn lại trong năm, nếu muốn tham quan du lịch hoàng cung Tokyo, Nhật Bản, các bạn phải có các hướng dẫn viên du lịch, phải đăng ký trước với đại diện quản lý hoàng gia để có được lịch trình cụ thể. Địa điểm số 2, khu phố hoài cổ Hoyanji-Yokocho. Con phố Hoyanji-Yokocho là một góc yên tĩnh còn sót lại ở thị trấn Minami, nằm phía bắc của chùa Hoyanji, thuộc Osaka. Mặc dù Minami nổi tiếng là khu mua sắm nhộn nhịp của Osaka, nhưng con phố Hoyanji-Yokocho nằm ở trung tâm thị trấn lại yên tĩnh đến lạ lùng, như tách khỏi những nhộn nhịp bên ngoài, một mình nó ôn trọn một thời quá khứ. Những con hẻm lát đá trải dài từ đông sang tây, những mái nhà truyền thống, mái dòm với kiến trúc Nhật Bản cũ, nơi đây lưu dấu một Osaka xưa rất rõ ràng, rất hoài cổ. Từng cửa hàng cũng chính là một nếp nhà truyền thống với các quán ăn, nhà hàng Nhật, quán bar kiểu cũ. Cũng có những nhà hàng Ý, Pháp mang hơi hướng kiến trúc châu Âu, nhưng không hề lạc nhịp ở khu phố cổ xưa này. Tất cả những gì tồn tại ở đây đều mang một Osaka khó quên cho du khách, dù nơi đây đã bị mất đi nhiều phần cổ kính trong hai vụ hỏa hoạn lớn và được phục dựng theo hướng hiện đại rất nhiều. Địa điểm số 3, vườn Shirotori. Shirotori là khu vườn truyền thống lớn nhất của Nhật Bản ở Nagoya. Đây cũng được xem là kỳ quan của thiết kế vườn Nhật Bản. Vườn được khánh thành và mở cửa cho công chúng vào năm 1991. Khu vườn chỉ cách đền Achuta 10 phút đi bộ. Nó rộng gần 4 hecta, nằm bên trong công viên Shirotori và được thiết kế bởi các nghệ nhân từ các vùng khác như Kanazawa. Khu vườn cung cấp những thay đổi về cảnh quan tùy thuộc vào các mùa, với hoa anh đào vào mùa xuân, tán lá đỏ và vàng vào mùa thu. Dạo thăm nơi đây, bạn không chỉ được ngắm những khung cảnh sân vườn truyền thống tuyệt đẹp mà còn được chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ của các loài hoa trong vườn. Ngoài ra, khách tham quan có thể thưởng thức âm nhạc trong các phòng trà truyền thống. Nơi đây cũng có các sự kiện nhỏ khác diễn ra trong năm như triển lãm cây cảnh hoặc các buổi hòa nhạc cổ điển Nhật Bản. Đến với Nagoya, du khách hầu như không thể bỏ qua một chuyến thăm thú vị đến khu vườn Nhật Bản yên tĩnh này. Khu vườn với thiết kế thú vị và kích thước vừa phải đủ để tham quan trong một lần.
nơi này toát lên sự yên tĩnh tuyệt vời, thực sự là địa điểm lý tưởng để thư giãn, đọc sách hoặc suy ngẫm. Địa điểm số 4, đảo Nokonoshima. Đảo Nokonoshima chỉ mất 15 phút đi phà từ Fukuoka. Đây là một hòn đảo xinh đẹp kết hợp các công viên tự nhiên và nhân tạo. Hòn đảo này nổi tiếng với một bãi biển bơi, những cánh đồng hoa dại theo mùa, những túp lều bán đồ thủ công. Nó sở hữu một vị trí đẹp tuyệt với một tầm nhìn bao quát ra đại dương mênh mông. Đảo Nokonoshima mang đến sự thanh bình, tĩnh lặng. Hòn đảo đem đến khung cảnh tuyệt đẹp với dòng nước ở Fukuoka và sở hữu các sản vật địa phương tuyệt hảo. Khi đến tham quan đảo Nokonoshima vào mùa xuân, bạn sẽ được chào đón bởi khung cảnh xanh tươi, mát mẻ. Nếu như bạn muốn thoát khỏi sự hối hả, bận rộn và nhộn nhịp của thành phố thì hẳn nơi đây là một sự lựa chọn lý tưởng. Bởi trên đảo có rất nhiều hoạt động vui chơi vô cùng thú vị như chơi bóng, trượt cỏ và vẽ tranh gốm ra cư truyền thống. Địa điểm số 5, Viện Bảo tàng Manga. Một trong các địa điểm tham quan mà bạn không thể bỏ qua khi đến tham quan thành phố Kyoto và rất hấp dẫn với những ai có sở thích đọc truyện, tìm hiểu về truyện tranh manga ở đất nước Nhật Bản. Bảo tàng manga quốc tế Kyoto nằm ở trung tâm Kyoto. Bảo tàng mở cửa vào năm 2006 bằng cách tái sử dụng tòa nhà của trường tiểu học đã đóng cửa. Hiện tại, bảo tàng đang sở hữu khoảng 300.000 bộ truyện tranh và hiện vật liên quan đến manga. Nơi đây vừa là một thư viện, vừa là một bảo tàng thú vị về văn hóa manga Nhật Bản. Nó đóng vai trò thiết yếu là nhà cung cấp văn hóa Nhật Bản, thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn đi cùng trẻ em, hãy ghé qua thư viện đặc biệt dành cho trẻ em, cũng như các buổi biểu diễn Kamishibai định kỳ. Hình thức nghệ thuật Nhật Bản này kết hợp kể chuyện với các hình minh họa lớn. Đáng chú ý hơn, một số họa sĩ truyện tranh có tên tuổi đã từng là người biểu diễn Kamishibai vào thuở ban đầu trong sự nghiệp của họ. Địa điểm số 6, chùa Kiyomizu-dera. Chùa Kiyomizu-dera là một ngôi chùa độc lập ở phía đông Kyoto. Ngôi chùa này là một phần của di sản văn hóa cố đô Kyoto được UNESCO công nhận. Ngôi chùa được thành lập vào cuối thời Nara, khoảng những năm 778, bởi một nhà sư có tên là Enchin. Tuy nhiên, chùa nhiều lần bị cháy và những kiến trúc hiện nay của chùa được xây từ năm 1633. Không có chiếc đinh nào được sử dụng trong toàn bộ cấu trúc của chùa. Kiyomizu-dera được lấy tên dựa theo thác nước đơn lẻ chảy ra khỏi ngọn núi gần đó, trong đó từ Kiyomizu nghĩa là thanh thủy, một dòng nước tinh khiết. Dera là biến âm của từ Tera trong tiếng Nhật. Ban đầu, ngôi chùa được liên kết với môn phái Duy Thức Tông ở vùng Đông Á. Tuy nhiên, mối liên kết này bị hủy bỏ vào năm 1965. Những trụ trì hiện tại của chùa tự nhận mình là môn đồ của phái Bắc Pháp Tướng Tông. Sảnh chính có mái hiên lớn, được đỡ bởi những cây cột cao nhô ra trên sườn đồi, tạo một cảnh quan ấn tượng cho thành phố. Các mái hiên lớn và hội trường chính đã được xây dựng lại trong suốt thời kỳ Edo để chứa được số lượng lớn khách hành hương. Tuy nổi tiếng là một ngôi chùa Phật giáo, nhưng trong quần thể kiến trúc ở đây không chỉ có chùa mà còn có cả đền thờ của thần đạo. Đền thờ được nhiều khách tham quan, tham bái nhất là đền Giê-xu, thờ Okuninushi, một vị thần của tình yêu. Đền Giê-xu sở hữu một cặp đá tình yêu được đặt cách nhau 18 mét. Thành công trong việc chạm được vào tảng đá bên kia, với đôi mắt nhắm lại, ngụ ý rằng những người hành hương sẽ tìm thấy được tình yêu hay có được tình yêu đích thực. Một người khác có thể hỗ trợ khi người đó đang đi, nhưng hành động đó mang ý nghĩa rằng một người song hành sẽ là cần thiết. Quan hệ tình cảm của người hỗ trợ đó cũng có thể hỗ trợ hai người này. Một trong các địa điểm mà bạn có thể ngắm sắc thu hai mùa xuân vô cùng lý tưởng ở thành phố Kyoto chính là chùa Kiyomizu-dera. Địa điểm số 7, khu phố chợ Nishiki.
Chợ Nishiki là khu thương mại tọa lạc ở quận Kyoto, thành phố Kyoto. Bạn sẽ ngạc nhiên với sự tấp nập của nhiều gian hàng nằm san sát nhau trong lối đi hẹp dài 1.500m này. Ở Kyoto vào thời không có tủ lạnh, người ta đã sử dụng nguồn nước ngầm dồi dào trong giếng đào xung quanh chợ Nishiki để tích trữ cá. Nơi đây được ví như là nhà bếp của Kyoto và được xem là một trong các khu chợ đẹp cổ xưa nhất của đất nước mặt trời mọc. Chợ vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh, thu hút không chỉ du khách mà cả người dân Kyoto. Chợ Nishiki có cả đồ tươi sống lẫn thực phẩm chế biến sẵn, gồm thịt xiên nướng, bánh gạo dẻo và đủ mọi loại dưa chua. Bạn cũng có thể tìm thấy những đồ dùng nhà bếp tuyệt hảo, cùng những món đồ gốm trang nhã, đồ gia vị phong phú, sản phẩm từ giấy và các mặt hàng lưu niệm độc đáo như móc hóa hình món ăn bằng nhựa. Nhiều gian hàng có bày sẵn thức ăn cho du khách nếm thử, nên hãy sẵn sàng trải nghiệm và thử mọi thứ thỏa thích. Việc đi dạo trong chợ Nishiki bao lâu sẽ tùy vào việc bạn thích mua sắm và ăn uống đến mức nào. Một số người dành nhiều giờ ở đây vì cũng có nhiều gian hàng và cửa hàng khác trong vùng lân cận. Ngôi chợ thu hút du khách đến đây với các lớp ngói màu sắc rực rỡ và hàng trăm gian hàng đối diện nhau. Địa điểm số 8, đền thờ Dajai Futen Mangu. Đền thờ Dajai Futen Mangu nằm ở thành phố Dajai Fu. Đây được xem là một trong các ngôi đền quan trọng nhất ở Fukuoka. Đền thờ Dajai Futen Mangu thờ vị thần của học vấn, sự thành thật và trừ tai họa. Do vậy, ngôi đền này còn là điểm đến của rất nhiều sĩ tử đến cầu nguyện mỗi mùa thi. Ngôi đền là vùng đất giao lưu văn hóa giữa các nước châu Á. Hiện tại ngôi đền này nổi tiếng là nơi có nhiều khách đến viếng từ nước ngoài, tập trung chủ yếu là khu vực châu Á. Đền có nhiều nghi lễ được tổ chức hàng năm. Vào tháng 1 có nghi lễ Usoka Eshinji để đổi những lời nói dối vô tình, đã nghĩ đó là sự thật, không biết là mình đang nói dối trong một năm trước đó, với sự thành thật của thần linh. Vào tháng 9 có lễ hội Fudeyukasai, lễ cảm tạ đối với những cây cọ giết đã dùng hết và cầu nguyện phát triển kỹ năng trong thư pháp trước bia tưởng niệm những cây cọ đã qua sử dụng. Ngoài ra, còn có lễ hội Shinkosiki Taisai, lễ hội mùa thu để cảm tạ dù mùa bội thu, đất nước bình an, yên ổn. Trong khuôn viên đền thờ, có trồng khoảng 6.000 cây hoa ume trắng và ume đỏ với khoảng 200 chủng loại, nên đây là một địa điểm ngắm hoa ume hàng đầu Nhật Bản. Có hàng trăm đền thờ Tenmangu được dựng lên khắp đất nước Nhật Bản, mỗi nơi đều dành để tôn vinh linh hồn của vị thần học vấn này. Địa điểm số 9, tháp Fukuoka. Fukuoka là một thành phố sầm uất và hiện đại hàng đầu của Nhật Bản. Nơi đây tập trung rất nhiều những công trình kiến trúc đồ sộ, có tầm ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đô thị tỉnh Fukuoka, cũng như góp phần vào việc phát triển du lịch ở địa phương này. Trong số đó, ngọn tháp giang biển cao nhất Nhật Bản, tháp Fukuoka, là công trình nổi bật nhất ở đây và là biểu tượng đầy tự hào của thành phố này. Tháp Fukuoka sở hữu chiều cao 234m, là ngọn tháp cao nhất so với tất cả các tòa tháp trên bờ biển Nhật Bản. Ngọn tháp Fukuoka được xây dựng vào năm 1988 và hoàn thành sau 14 tháng bởi công ty kiến trúc nổi tiếng Nikken Sekke. Công trình này được thiết kế để có thể chịu được động đất mạnh cấp 7 và sức gió lên đến 65 dặm trên giây. Đặc biệt, mặt cắt ngang của ngọn tháp còn được phủ 8.000 tấm gương phản chiếu, nên còn có tên gọi thân thiện là cánh buồm gương. Tháp Fukuoka có 3 sàn quan sát, một sàn ở độ cao 116m, một ở quán cà phê và sảnh khách trên độ cao 120m. Sàn còn lại cao nhất là 123m so với mặt đất. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn 360 độ quang cảnh thành phố bên dưới, cũng như toàn cảnh vịnh Hakata và những ngọn núi xa xa. Ngoài ra, ở sàn quan sát này cũng có một thánh địa dành cho các cặp tình nhân, nơi mà các đôi yêu nhau, vợ chồng có thể dắt tay nhau bước qua dòm qua hình trái tim, ngồi trên chiếc ghế dài bằng kính tâm tình và khóa ổ khóa tình yêu lên hàng rào để có được một tình yêu vĩnh cửu. Vào ban đêm, tháp luôn được thắp sáng và thay đổi về màu sắc, hình ảnh theo các mùa trong năm, hoa anh đào vào mùa xuân hay mặt trăng tròn vào những đêm thu mát mẻ. Bên cạnh đó, khi tham quan tháp vào buổi tối,
du khách còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh tỏa ra từ đường phố bên dưới và những địa điểm nổi tiếng khác của thành phố Fukuoka. Du lịch trên tháp Fukuoka cũng là một lựa chọn không tệ cho những ai thích trải nghiệm từ trên cao. Địa điểm số 10, nhà máy bia Asahi. Nhà máy bia Asahi tọa lạc tại vùng ngoại ô thành phố Osaka. Đây là nhà máy bia nổi tiếng và được xếp vào loại đẹp nhất tại Nhật. Mỗi ngày nhà máy bia Asahi mở cửa đón hàng trăm lượt khách đến tham quan. Việc khám phá nhà máy bia Asahi vô cùng thú vị. Du khách có thể nhìn thấy, ngửi thấy và thậm chí chạm vào qua bia, lúa mạch, một thứ men đặc biệt tạo nên dòng sản phẩm nổi tiếng này. Đặc biệt du khách có thể nếm trực tiếp vị bia thanh nồng của Asahi khi bước vào tham quan nhà máy. Bên cạnh nổi tiếng với thương hiệu bia Asahi, nhà máy bia Asahi còn có một khu vườn tuyệt đẹp với những loài hoa khoe sắc thắm, những mảng cỏ xanh rì, những con suối nhân tạo đẹp tuyệt. Trong lúc viếng thăm nhà máy, du khách có thể thả mình tản bộ, hít chút không khí trong lành tại khu vườn này. Kết thúc chuyến tham quan nhà máy, du khách có thể ghé vào cửa hàng lưu niệm và mua cho người thân những món quà lưu niệm nhỏ xinh, ý nghĩa tại nhà máy bia Asahi. Đến đây, chúng tôi xin tạm kết thúc kỳ phát sóng. Rất mong nhận được ủng hộ từ quý vị và các bạn trong các kỳ phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.